Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình ăn gà luộc với nấm nem cô với ăn cùng rau củ quả với leo cà chua với rau sống nha mọi người. Mời mọi người ăn thưởng thức cùng mình nha. Tay nước chấm thẳng thắn của mình. Mà mọi người nước chấm siêu ngon luôn á mọi người. Mà mọi người ăn cùng mình nha. Nấm nem cô nè mọi người, mình thích ăn nấm lắm. Nấm là mình xào với đậu que đồ á, mình ăn cơm ngon lắm. Mình tính nấu cháo nhưng mà chiều à nấu ăn không hết, mình thấy không có thời gian á, mà thôi mình luộc. Chấm ngon quá. Mình bỏ sữa bò mọi người. Béo béo. Mình ăn nấm, ăn cà chua, ăn rau nhiều tốt sức khỏe mọi người.
Tìm gạo nghi nhỉ. Thank you.